Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ngọc Châu VN và ẩm thực du lịch cuộc sống. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào bếp cùng nấu món bao tử hầm tiêu. Và bây giờ Châu và các bạn cùng nhau vào bếp. Thì ở đây Châu sẽ sử dụng cái bao tử cá ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ rửa bao tử cá. Thật là sạch ha các bạn. Rửa cho nó thật là kỹ, nhiều nước cho nó đựng cái tâm đó ha. Thì sau thời gian mình rửa qua nhiều nước đó các bạn, thì mình thấy cái nước nó cũng trong dần rồi đó các bạn ha, nó không còn đục nữa. Thì mình sẽ khử cái mùi hôi của ruột cá, bao tử cá, rồi chúng ta sẽ cho chanh vào tiếp ha. Cho thật là nhiều chanh vào. Xong sau đó chúng ta sẽ cho muối nha các bạn. Muối sẽ cũng giúp cho khử cái mùi tanh và đường chất nhớt luôn. Chúng ta sẽ chà ra sáng của thịt kỹ ha. Sau khi cho rửa cho thấy sạch rồi các bạn, thì chúng ta sẽ cho vào cái nồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một ít nước vào nồi nha. Và tiếp tục chúng ta sẽ cho muối vào nha. Chúng ta sẽ cho nước mắm vào nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng nước mắm và muối nha, cho vào nồi. Thì cái công dụng này là để mình luộc đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu luộc cái bao tử nha cả nhà ha. Luộc cùng với lại nước mắm và muối ha, cho bao tử nó thật là sạch ha các bạn. Và Châu có sử dụng xương ống heo á các bạn, để nấu nước lèo cho nó ngọt ha. Thì bây giờ Châu sẽ rửa xương ống heo. Cái phần dơ bẩn trong cái xương heo này nè, mình ngâm với muối với các bạn, thì nó sẽ phần dơ nó sẽ ra, chất dơ ra hết ha. Thì bây giờ cho nấu một cái nồi nước cơ dùng đó các bạn, với lại xương ống ha. Thì cái nồi nước dùng xương ống này á, Châu sẽ cho là gừng sắc lát vào nha các bạn.
Châu cho một ít rượu để nấu ăn vào để khử cái mùi tâm lương của xương nha các bạn. Và Châu cũng sẽ cho hành lá vào nước nồi dùng luôn ha. Sau khi mà mình hấp bọt á các bạn, mình sẽ cho một muỗng muối vào đây ha. Và đây là cái nồi bao tử mà mình đang đun cùng nước mắm với lại muối á các bạn, để cho nó thử mùi tanh á, và là cho nó thấm cái nước mắm vào cái bao tử, nó sẽ thơm với bao tử hơn á. Thì bây giờ nó cho thấy nó cũng đã sôi nhiều gà hầm, và nãy giờ cho cũng trụng nó rất là lâu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt bếp nha, cho vào dĩa ha, để nguội ha, để chúng ta sẽ nguội thì chúng ta sẽ dễ cắt ha, cắt miếng vừa ăn. Thank you.
Châu sẽ cho 2 muỗng đường vào đây ha. Vì cái nồi nước lèo nãy giờ là mình toàn bộ là dùng muối không ha, thì mình chưa có nêm đường nữa các bạn. Vì trong cái bao tử này là nãy mình hầm với muối với lại nước mắm á, thì nó cũng ngấm và nó mặn á. Thì sau khi mình để nguội và cắt vào, chúng ta cũng phải xả lại nước cho nó bớt cái vị mặn ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi thì cái vị ngọt nó vẫn chưa có ha, thì chúng ta sẽ cho đường và nước lèo và bột ngọt nữa ha các bạn ha. Đây Châu sẽ cho 2 muỗng bột ngọt vào. Như vậy là nước lèo của chúng ta như vậy là vừa ăn rồi đấy các bạn. Thế là cái nồi nước dùng và cái nồi bao tử nấu tiêu thì chúng ta cũng đã xong rồi đó các bạn. Thì món bao tử hầm tiêu Châu và các bạn cũng đã nấu xong rồi đó các bạn. Thì bây giờ Châu và các bạn cùng dùng món bao tử hầm tiêu nha. Xin mời các bạn nha. Và chúng ta trước tiên sẽ gắp cúng vào. Cúng khô nha các bạn. Thì rau ăn kèm với lại bao tử hầm tiêu á. Bao tử hầm tiêu thì chúng ta ăn cùng với rau xà lách son nè các bạn, và rau mồng tơi. Hai loại rau này mời các bạn nha. Thì món bao tử hầm tiêu này đó các bạn, thì chúng ta sẽ ăn cùng với lại nước mắm ướp đó các bạn thì nó sẽ ngon hơn ha. Đây miếng bao tử nè các bạn, này là bao tử cá ha. Cho mời cả nhà dùng thử miếng bao tử ha. Thì mình ăn bao tử hầm tiêu thì chúng ta sẽ chấm với lại nước mắm ướp ha. Mời cả nhà nha. Ngon lắm mấy bạn. Cái bao tử cũng có bị tăng nhau nha. Nó rất là thơm. Cái thơm của nước mắm thì nãy cho ướp mà cho luộc đó các bạn. Cái thơm mùi nước mắm rất là thơm. Mà cái bao tử mình ăn nó dai dai, nó giòn giòn, mà ăn vô thì nó mềm chứ nó nhai rất là đã miệng nha, thơm lắm luôn á. Rau cũng giòn các bạn, ngọt. Ăn cái rau mồng tơi chung với lại cái xà lách son á, ăn cái lẩu này rất là ngọt nha, ngọt nước lắm luôn á. Cho thử miếng nước nha các bạn. Nước rất là ngọt luôn á, rất là đậm đà vừa ăn luôn nha. Nãy Châu nấu có cho vào cái củ cải trắng các bạn để cho nó ngọt nước luôn. Mình cũng có thể ăn củ cải luôn, mình nấu cho ngọt nước mình ăn luôn cho nó giống như là rau củ. Rồi, củ xí quách nè.
chưa nóng đó các bạn, mình nấu cho nó ngọt luôn đó, mọi người. Xương ống thì mình hầm nó ra nước nó ngọt. Cái cũng còn có thịt đó, mình ăn cũng còn ngon. Và cái video của Châu làm lẩu bao tử cá hầm tiêu cũng đến đây là kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của Châu ha. Nếu các bạn yêu thích ủng hộ Châu thì hãy cho Châu một like yêu thích ha, và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm nút